Alright các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp gỡ nhau trong video tiếp theo của kênh Fire Trading. Thì trong nội dung video ngày hôm nay, mình sẽ cập nhật cái diễn biến của giữa giờ giao dịch. Hôm nay là ngày thứ tư đúng không ạ? Ngày mấy đây? Sau đây cho mình. Ngày 25 tháng 6 năm 2020. Chúng ta còn khoảng 2 phiên nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái tuần giao dịch của tuần này. Vậy thì đâu là những cái nhận định về các cái diễn biến tiếp theo sắp sửa xảy ra trên thị trường? Mình sẽ đưa ra một số cái phân tích và đồng thời mình chỉ cho các bạn một số cái setup mà mình đã chia sẻ trong video gần nhất, và hiện tại mình vẫn đang theo dõi những setup này. Mình sẽ chỉ cho các bạn thấy là cái sự kiên nhẫn ở trong cái lĩnh vực trading, khi mà chúng ta có một cái trade plan tốt và bám sát với những cái diễn biến ở trên thị trường, với điều kiện là các bạn phải hiểu những gì mà mình chia sẻ ở trong cái video này liên quan đến cái technical analysis, thì các bạn sẽ trade rất là bền vững và rất là an toàn bất kể là tình huống thị trường nó đi theo cái diễn biến như thế nào. Các bạn thấy là từ tuần trước, từ đầu tuần trước cho đến giữa tuần này đã liên tục là 8 phiên giao dịch rồi các bạn, là chưa hề có một cái bất kỳ một cái phiên nào mà mình không có hit được cái daily target của mình. Tức là mình đặt ra một cái lợi nhuận kỳ vọng mà mình đặt ra mỗi ngày, và liên tục 8 phiên vừa qua các bạn thấy là thị trường nó xanh đỏ đan xen, và thậm chí có những cái phiên giao dịch mà nó đỏ liên tục trong những ngày đó. Nó xen kẽ với nhau, nhưng mà cái performance, cái trading performance nó vẫn giữ rất là ổn định. Cho đến thời điểm ngày hôm nay. Hôm nay thì mình cũng đạt được cái daily target của mình. Đầu tiên thì mình sẽ phân tích cái diễn biến của S&P 500 ha. Mình sẽ lấy hai cái biểu đồ SPX Future và SPY. Các bạn nhìn thấy ở trên hai cái biểu đồ này nè. Ở trên cái daily target, cái daily time frame các bạn. Chúng ta thấy cái diễn biến của cái đường MA200. Rõ ràng các bạn trong suốt cái giai đoạn mà nó pullback này nè, cái đường MA200 nó đóng một vai trò hết sức quan trọng. Chúng ta nhìn thấy cái diễn biến của giá khi mà nó đã vượt qua cái đường MA200 trong cái xu hướng tăng trước đó, và nó quay trở lại nó test, và ngày hôm nay nó tiếp tục nó quay trở lại nó test cái đường MA200 này. Và buổi sáng trước khi cái thị trường nó bắt đầu thì mình có cập nhật cho các anh chị em ở trong nhóm của mình về cái diễn biến của S&P 500. Mình nói là nếu như mà cái khung 4 giờ hãy quan sát xem thử nó diễn biến như thế nào, nó phản ứng như thế nào với đường MA200 trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Nếu như mà nó get below dưới cái đường MA200 đó thì ngày mai, ngày mốt nữa mình nghĩ là more birds coming in, tức là sẽ có rất là nhiều cái khả năng mà thị trường nó dip in red các bạn, rất là cao, bởi vì nó phá một cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng, một cái technical quan trọng, technical level quan trọng. Tuy nhiên cho đến giờ này là chúng ta còn khoảng 2 tiếng nữa là đóng cửa phiên dịch ngày hôm nay, thì mình tin chắc rằng là cả khung 4 giờ và cả khung ngày nó đều sẽ đóng ở trên cái mốc là MA200. Vậy thì cái diễn biến sắp tới là gì? Mình sẽ sử dụng cái biểu đồ SPX để mình phân tích cho các bạn ha. Bạn thấy là khi mình chuyển sang cái khung 4 giờ đó, cái mình đang kỳ vọng nhất là gì? Bạn thấy là trong suốt cái quá trình mà nó tăng vừa rồi đó, những cái lần mà nó chạm MA200 đó, nó đều được support rất là tốt. Và cái lần thứ ba này cũng vậy. Lần thứ ba này các bạn, nó diễn ra lâu hơn một chút xíu. Tức là sao? Nó có những cái giai đoạn mà nó break below cái MA200 này. Và nó break theo cái kiểu là nó tạo ra cái false breakout, tức là một cái điểm phá vỡ giả. Nó làm cho những người mà trade theo cái đường MA200 này các bạn bị rung lắc. Chúng ta sợ chúng ta bị dính cái stop loss ở những cái điểm này, và sau đó giá nó bốc ngược lên trở lại. Các bạn nhìn thấy là từ lúc mà nó chạm MA200 ở ngay tại cái cây nến đỏ nè, 2, 4, 6, và đây là cây nến thứ 7 ở trên khung 4 giờ, nó test cái đường MA200, và đến thời điểm hiện tại mình thấy là ở cái mức là 3060 á, 3059, 3060 á, nó đã off khỏi cái đường MA200 cũng tương đối là cái khoảng cách khá là an toàn. Vậy thì cái diễn biến sắp tới là gì? Thì với cái việc mà phe bò ở đây đó, mình chỉ ra là cái phe bò là bull hả, đúng không ạ? Họ đã defended MA200 successfully.
Bạn hiểu ý mình không ạ? Nghĩa là có đến 6 cho đến 4 giờ mà đã được chống đỡ và đã defend cái MA200 này, chứng tỏ là chúng ta đang chuẩn bị cho một cái đợt bounce. Mình không nói là thị trường sẽ quay trở lại cái xu hướng uptrend ha. Bây giờ nói xu hướng uptrend tiếp tục hay không á, còn quá sớm để mà nói. Tại vì chúng ta còn có những cái cụm cản ở trên đây và chúng ta chỉ đang mới chống đỡ cái vùng hỗ trợ thôi, thì SPX nó hoàn toàn nó có thể chui ngược vô trở lại ở giữa cái range này các bạn, tức là khoảng tầm là 3.100, 30, sorry, khoảng chừng là nó sẽ có thể quay trở lại là 3.080 hay là 3.100. Nói chung nó sẽ vô giữa cái range. Thì khi mà nó vô giữa cái range này đó thì mình sẽ tiếp tục mình có những cái cập nhật khác. Vậy thì cái dự đoán của mình là gì? Mình nghĩ là cái mốc là 3.080 là cái mốc kháng cự, mà nó sẽ cản cái đợt hồi này của SPX. Và cái mốc thứ hai là 3.100, tức là SPX nó hoàn toàn nó có thể kéo vô ở trong cái vùng này trước khi nó có một cái đợt lockdown nữa nó diễn ra. Vậy thì cái khoảng cách mà nó chui vô từ cái mức giá hiện tại các bạn, nó chui vô cái vùng giữa 3.080 và 3.100, nó có đáng để chúng ta thắt những cái lệnh call hay không, tức là thắt những cái lệnh long position hay không, thì tùy thuộc theo từng cái individual stock, thì tùy thuộc theo từng cái mã bạn mới đánh được, chứ không phải là SPX nó chui nó hồi ngược trở lại thì tất cả các mã nó đều sẽ chạy không giống nhau. Như các bạn có những cái mã mà chúng ta theo dõi những cái technical level của nó các bạn, thì nó ủng hộ cho một cái cú bounce mà nó bounce lớn hơn cái tỷ lệ bounce của SPX, thì chúng ta sẽ chọn những cái mã đó để chúng ta trade, và mình sẽ chỉ với các bạn là mình đang chọn những cái mã nào ở trong phiên dịch ngày hôm nay ha. Đó là cái nhận định của mình trên SPX. Còn một cái mã nữa, cái mã tiếp theo mình phân tích đó là Roku các bạn. Roku thì từ khi mà nó chạm phải cái resistance 135 á, thì mình nói là ở đây không long không short gì cả, mà phải chờ cho tới khi khung 4 giờ nó tạo ra được cái đáy tiếp theo ở đâu đó quanh khu vực này nè, tức là cái khu vực là 114 và khu vực là 122, 123, tức là ở trong cái khoảng giữa này các bạn, sẽ là cái vùng hỗ trợ. Mình nghĩ là ở đây nó sẽ có một cái nó có sẽ có một xuất hiện cái là demand, nó sẽ xuất hiện một cái big demand ở đây các bạn, tức là một cái lượng cầu nó sẽ bơm vô đây và nó sẽ đỡ cho giá của Roku, tức là Roku hoàn toàn có thể khựng lại ở đâu đó 114 và 122, tức là chỗ này mình sẽ kỳ vọng mình go long chứ mình không go short nữa. Các bạn biết là mình biết là giá Roku nó tới cái vùng màu trắng này nó sẽ drop down, nhưng mà mình không short bởi vì mình không muốn đi ngược hướng của thị trường, và mình cũng không nói các bạn học viên của mình là short, mà mình nói các bạn là phải nên canh để lo ngược lên trở lại để đi theo cái hướng của nó, bởi vì cái khung lớn của nó là nó đang bullish chứ không phải là bearish, cho nên mình đánh thì cái khung lớn nó sẽ an toàn hơn là mình đánh ngược hướng lại khung lớn. Ino thì sao? Ino là hôm qua tới giờ nó ba ba ngày liên tiếp các bạn, là một cái mã rất là hot đúng không ạ? Có một số bạn học viên ở trong nhóm của mình theo dõi và trade được con Ino, có những bạn thắng rất là lớn và hiện tại vẫn đang giữ cái mã này. Bạn thấy là Ino kể từ khi mà nó break, các bạn nhìn thấy nó tạo ra một cái gap gì không ạ? Đây chính là cái gap mà hôm bữa ở trong cái video lần trước khi mình chỉ các bạn cái lúc mà nó gap up lên khỏi một cái vùng kháng cự quan trọng á, chúng ta gọi là một cái break away gap. Vậy thì sau khi nó xuất hiện cái break away gap này, các bạn thấy nó chạy bao nhiêu ạ? 100%. Còn chạy nữa hay không? Về nguyên tắc á, thì với cái lượng volume nó drop liên tục mỗi ngày 3 ngày liên tục như thế này á, thì mình nghĩ là nó đã chuẩn bị có dấu hiệu là nó pull back, nó sẽ có pull back. Nhưng mà chúng ta có nên đánh cái pull back hay không thì câu trả lời là không, bởi vì chúng ta về nguyên tắc là chúng ta phải đi theo cái hướng mà nó đang diễn ra cái momentum của nó, tức là mình sẽ chờ cho nó pull back. Mình lo mà đâu đó tại khu vực này để mình đẩy nó ngược lên trở lại, bởi vì cái sóng đẩy tiếp theo nó, nếu mà cái momentum này vẫn còn tiếp diễn các bạn, thì những cái sóng đẩy tiếp theo nó có thể phá cái all time high, nó sẽ phá cái previous high của nó, tức là cái đỉnh liền kề trước đó của nó là chuyện bình thường, tức là những cái sóng đẩy tiếp theo nó sẽ ngon hơn là chúng ta ăn những cái đợt nó pull back ăn rất là ít mà không đáng bao nhiêu, mà chúng rất là khó để bắt được những cái này, thì chúng ta đợi cho nó đảo chiều về để chúng ta lo ngược lên trở lại nó an toàn hơn ha. IRBT thì mọi người thấy là chúng ta đang dính hai cái cây nến tùng, nó đang bị reject ở tại cái vùng này 83.2 và 86, thì mình tin chắc rằng là cái đợt pullback này nó sẽ còn tiếp diễn. Mình thì đang ở trong cái
cái active position của cái RRBT này có thể chờ ít nhất là phải từ 3 cho tới 4 tuần thì cái trade này nó mới đem lại kết quả. RCL thì sao? Các bạn nhớ cái mã RCL Royal Caribbean đó, chúng ta đang có cái gì không ạ? Chúng ta đang có cái chiến lược số 9 ở trên khung 4 giờ. Nó gần chạm với cái oversold rồi nè các bạn. Thì có lẽ mình nghĩ là có lẽ là đã có thể kích hoạt được cái lệnh này rồi. Quan trọng là chúng ta hãy chuyển sang cái khung 15 phút để chúng ta biết được cái nguyên tắc để chúng ta vào lệnh con này như thế nào. Nên các bạn, nếu mà các bạn chưa có nắm được cái chiến lược số 9 thì mình nhắc lại một lần nữa là chúng ta vào trong cái kênh YouTube của Fire Trading Channel. Các bạn tìm cái video livestream mà mình feature ở trên đầu trang của kênh luôn á. Làm cách nào để chúng ta trade chiến lược số 9 một cách hiệu quả ha. Rồi LIP thì sao? Các bạn biết là LIP á, các bạn LIP á, nó quay trở lại, nó test cái đường resistance line bây giờ đã trở thành đường hỗ trợ và nó đang lưỡng lự ở tại cái vùng này. Mình thì mình chưa có nói các bạn ở trong nhóm là hãy vào long LIP đi. Bởi vì có khả năng nó sẽ tiếp tục cái đợt pullback này và khi nào mình thấy nó ok đó, này nó ổn mất thì mình sẽ mắc ở khô để mình long cái con này ngược lên trở lại. Mình nghĩ là nó cũng đã sắp tới cái giai đoạn mà nó cần phải bao rồi đó, nhưng mà nó bao cái giai đoạn này nó bao thì mình cố gắng mình tìm được cái the best entry bằng cách là chúng ta đọc xu hướng cái price structure ở trên những cái khung nhỏ hơn như là 15 phút để chúng ta tìm cái dấu hiệu đảo chiều ha. Roku nãy mình đã nói. Twitter thì sao? Các bạn có nhớ là ở trong cái video vừa rồi mình nói con Twitter không? Mình nói khi mà nó phá vỡ cái trend line support á, thì ở trong cái một trong số các bạn mà coi video đó, các bạn nói là trời ơi, em vừa mới long cái con Twitter sáng ngày hôm nay, thì sau cái phiên giao dịch em thấy cái video anh phân tích là nó sẽ drop down, em vỡ vụn. Và nó nói là em vỡ vụn. Và đúng là sau khi nó break down, các bạn thấy là nó chạy bao nhiêu ạ? Nó chạy là 7%. Bạn thấy nó chạy 7%, hầu hết các bạn đánh option cái con này ở trong nhóm mình đều ăn với cái tỷ lệ rất là ổn. Rất là ổn, nhưng mà cái quan trọng nhất là không phải chúng ta ăn bao nhiêu thì chúng ta lời bao nhiêu cho một cái lệnh, mà cái mình chỉ ra cho các bạn ở trong những cái video này á, là cái kiến thức liên quan đến trading, lý do vì sao để chúng ta vào lệnh chứ không phải là ra alert. Nguyên tắc của mình là không có đưa alert cho các bạn đánh, bởi vì cái alert nó không có bền vững. Chúng ta không có dựa vào alert để chúng ta kiếm được lợi nhuận ở trong thị trường này, mà chúng ta dựa vào kiến thức chúng ta học được ở trong cái lĩnh vực này bao nhiêu thì nó sẽ giúp cho các bạn ổn định về lâu về dài bấy nhiêu, chứ không phải là chỉ vì một hay hai lệnh thắng các bạn cảm thấy là oh so excited, tất cả mọi thứ đều quá là dễ dàng. Nhưng mà chúng ta không biết là đến lúc mà nó chuyển sang cái giai đoạn là reality các bạn, cái giai đoạn thực tế mà cái market này nó cho các bạn thấy á, nó vả vào mặt chúng ta một cú đau điếng, chúng ta có thể mất hết vốn mà chúng ta sẽ bước chân ra khỏi lĩnh vực này và chúng ta sẽ nhìn nó với một cái con mắt rất là thiếu thiện cảm. Và chúng ta nghĩ rằng là không có cách nào để kiếm được tiền ở trong thị trường này, chỉ có những cái professional. Vậy thì mình hỏi là nếu như tất cả những người đều là professional hết đó, thì ai là người thua tiền? Đúng không ạ? Nếu mà thị trường toàn là professional thì ai là người thua tiền? Vậy thì tại sao chúng ta lại không trở thành những cái professional đó? Nếu mà các bạn không cần phải trở thành những người mà hiểu và biết tất cả những gì liên quan đến lĩnh vực trading này để kiếm được tiền. Chúng ta chỉ cần biết những cái cơ bản mà thôi đủ để chúng ta có thể giao dịch với một cái hệ thống risk management, quản lý rủi ro tốt và bền vững, thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái thành quả nó đến một cách ổn định. Còn hiện tại là đa phần là chúng ta chơi cái kiểu là rủi ro may rủi, nghe ai phím con nào thì đánh con đó. Mình thì mình không có cái tư duy như vậy, bởi vì mình đã trải qua và mình chỉ khuyên các bạn một điều như vậy thôi, đó chính là cái cách ngắn nhất để các bạn tồn tại lâu dài ở trong lĩnh vực này, chứ không phải là chỉ vì một hai lệnh thắng đâu nha các bạn. Lưu ý vấn đề này. RTX thì mình có theo dõi con này, hiện tại nó đang ở cái giai đoạn rất là nhạy cảm là mark it or a break it, đúng không ạ? Support, chúng ta có một cái đường trendline support nó đang ở cái vùng này, vậy thì có nên long ở vùng này hay không? Thì câu trả lời là không, bởi vì ngày mai nó có thể làm một cái cú gap down là chúng ta sẽ bị out of control và cái khoản lỗ nó có thể lớn hơn mà chúng ta có thể kiểm soát. Vậy thì chúng ta chờ cho nó hồi ngay trở lại đó. Chúng ta theo dõi những cái khung nhỏ hơn để chúng ta make decision. Ha. Rồi, MU thì sao? MU thì ngày hôm nay mình cũng đã nói các bạn long rồi. Mình nói các bạn long là bởi vì mình thấy là nó tạo ra một cái nến là pin bar ở trên khung 4 giờ và đồng thời nó vô ở trong cái phạm vi của hai cái đường line màu vàng này các bạn. Là hai cái đường line
thể hiện cái demand area, tức là cái vùng mà nó có thể xuất hiện cái support, và đồng thời nó được tạo ra bởi cái đường trendline support ở dưới đây nữa. Đó là hai cái lý do mà mình vào cái lệnh ngày hôm nay. Đơn giản là như vậy thôi. Thì các bạn thấy là hầu hết trong các cái lệnh và trong những cái video mình đều giải thích cho các bạn các cái lý do để các bạn biết vì sao các bạn đánh như vậy. Đó là cái mấu chốt của mỗi cái video mình chia sẻ cho các bạn. Chứ còn thực ra rất ít người họ chia sẻ cho chúng ta biết là họ đánh vì sao họ đánh, lý do vì sao họ vào lệnh, bởi vì họ coi cái đó là cái nghề của họ, coi đó là cái bí kíp của họ, thì họ lấy cái bí kíp đó ra để họ đưa ra những cái alert đó để cho những người họ blindly họ follow, thì rất là nguy hiểm. Mình thực sự rất là nguy hiểm. Đến lúc mà cái người đó họ không còn nữa, chúng ta sẽ cảm thấy rất là bơ vơ và rất là lạc lõng. Chúng ta lại đi tìm kiếm một cái người khác để đưa ra cái alert cho mình để mình đánh, thì cái đó nó không có stable và nó unreliable các bạn ha. Rồi AAL cũng là một cái mã mà mình nghĩ là đến cái thời điểm mà chúng ta long hợp lý rồi. Cái trendline resistance này các bạn, nó đã turn thành là cái trendline support. Vậy thì cái trendline support này, tại vì con này á, là nó đang ở cái mệnh giá là 12 chấm mấy. Một ngày á, nó có thể move là 10-20% là chuyện bình thường nếu mà nó dính những cái bad news. Cho nên mình nghĩ là toàn bộ cái vùng màu trắng này nè các bạn, là ở bên dưới cái mức là 10.99 sẽ là cái điểm chốt lỗ của mình. Mình đã là một cái lệnh long, mình đã gọi cái lệnh long này rồi. Thì ở tại cái mức giá mình vào cho tới cái điểm stop loss đó, nó khoảng trên dưới là 10%. Thì mình để cái điểm stop loss như vậy cho nó an toàn, thì mình nghĩ là con này nó sẽ có thể là nó sẽ hồi trở lại và nó bật lên các bạn, hoặc là ngày mai nó đi luôn cũng có thể xảy ra. Bởi vì nó đã có một cái nến là reversal candlestick, là một cái nến cho thấy dấu hiệu đảo chiều xu hướng sắp sửa diễn ra, và cái dấu hiệu đảo chiều xu hướng này nó có thể kéo AAL ngược lên trở lại 14.70 mấy là chuyện bình thường ha. Chúng ta xem thử là cái quá trình này nó sẽ hồi phục như thế nào sau khi nó đã chạm cái support ở cái đường trendline ngày hôm nay và nó hồi lên như thế nào. Thì đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong video giữa giờ này. Hy vọng là mình sẽ post nó trước khi hết giờ giao dịch, chúng ta xem kịp và chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta mắc những cái sound decision. Và mình xin chúc tất cả các bạn đều may mắn và đạt được thành công ở trong lĩnh vực này. Nhưng mà các bạn nên biết là may mắn nó sẽ không bao giờ nó đến mãi, chỉ có sự khác biệt là bằng cách chúng ta hiểu những gì chúng ta đang làm và chúng ta quản lý cái số tiền của chúng ta bằng một cái hệ thống, bằng một cái phương pháp risk management ổn định và đã được test đi test lại nhiều lần